tập đoàn lớn của Mỹ tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Thị trường bất động sản đón nhận hàng loạt thông tin tích cực. Xuất khẩu nông sản của Australia tăng lên mức cao nhất trong hàng chục năm qua. Đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong bản tin con số và sự kiện kinh tế tuần này. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện lớn sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tới tại thủ đô Hà Nội. Dự kiến có hàng chục nghìn người tham dự, đó là triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023, đồng thời với lễ khánh thành cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Và cho đến nay thì đã có rất nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước đã xác nhận tham gia. Và bên cạnh các cái tập đoàn lớn thì cũng sẽ có hàng trăm các cái doanh nghiệp công nghệ, rồi là các cái start-up của Việt Nam tham gia giới thiệu các cái giải pháp công nghệ và các cái giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu tại đây. Triển lãm thì được tổ chức với một cái tầm nhìn là sẽ trở thành một cái sự kiện thường niên vào mùa thu hàng năm về công nghệ. Triển lãm được kỳ vọng là cầu nối giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và thế giới, là cơ hội trao đổi hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế ở cả 8 lĩnh vực Việt Nam ưu tiên chuyển đổi số, đó là y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp. Tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Mỹ năm 2023 với chủ đề Tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghiệp năng lượng Mỹ vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đánh giá chuyến thăm tới Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden và sự kiện nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo cơ hội để thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới, mang tính đột phá, xây dựng nội lực để Việt Nam thực sự có mặt trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn của Mỹ đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác và khẳng định cam kết đầu tư lâu dài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% khoảng 681 tỷ đồng, tức là mới giải ngân được khoảng 1,7% tổng quy mô gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng. Trong khi gói tín dụng chính sách giải ngân chậm, thì gói tín dụng thương mại 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội triển khai tốt hơn. Hiện nay đã có 12 địa phương công bố danh mục 25 dự án đủ điều kiện với nhu cầu vay là hơn 13.000 tỷ đồng. Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng công bố kế hoạch trả cổ tức cho nhà đầu tư, phần lớn là trả bằng cổ phiếu. Ước tính hơn 1,5 tỷ cổ phiếu ngân hàng sẽ được phát hành từ giờ tới cuối năm 2023. Trước đó thì đã có gần 2,8 tỷ cổ phiếu ngân hàng đã được chuyển đến các nhà đầu tư thông qua phương án trả cổ tức. Khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn cho thấy lượng người quan tâm đến bất động sản trên cả nước trong tháng 7 đã tăng 6% so với tháng trước. Xu hướng tăng này diễn ra trong tất cả các loại hình bất động sản, bao gồm cả căn hộ, đất nền, nhà riêng và nhà mặt phố. Trong đó thì căn hộ chung cư, biệt thự và đất nền ghi nhận lượt tìm kiếm phục hồi tốt nhất, trung bình tăng từ 6 đến 7% so với tháng 6. Thị trường bất động sản đang đón nhận nhiều thông tin tích cực như là lãi suất giảm, các chủ đầu tư tung ra sản phẩm mới, nhiều gói chính sách kích cầu được triển khai để hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi. Thành phố Hà Nội đang phấn đấu đạt chỉ tiêu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp khoảng 7,5%, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung triển khai hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập và phát triển thị trường, đồng thời hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp khai thác, phát huy các thị trường truyền thống và khai mở thị trường mới, giàu tiềm năng như là Bắc Á, Đông Âu, Tây Á, Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latin. Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Thời tiết thuận lợi và việc Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu trở lại nông sản của Australia khiến cho giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu của nước này lập kỷ lục mới. Ngân hàng Nông thôn Australia cho biết tổng giá trị nông sản xuất khẩu của nước này trong năm tài chính 2022-2023 đã đạt 80 tỷ đô la Australia, tăng 18% so với năm trước đó và là năm thứ ba liên tiếp tăng. Đáng lưu ý, nhờ việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp nhập khẩu, nên việc xuất khẩu nông sản sang nước này tăng 23% lên tới 16,6 tỷ đô la Australia. Trong đó, lúa mì tăng tới 66% và thịt bò, hạnh nhân, bông cũng đều tăng.
Mặc dù với giá trị này, Trung Quốc hiện chiếm 20% giá trị hàng nông nghiệp xuất khẩu của Australia, song con số này vẫn còn chưa bằng giai đoạn trước khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Australia với tỷ lệ lên tới 30%. Tiếp sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ là những bạn hàng lớn thứ hai và thứ ba của Australia trong lĩnh vực nông nghiệp với mức tăng lần lượt là 4,6% và 8,7%. Việt Nam được đánh giá là thị trường lớn thứ tư của ngành nông nghiệp Australia với trị giá xuất khẩu lên tới 5,1 tỷ đô la Australia, tăng 6,5%. Trong đó, lúa mì và bông là hai mặt hàng mà nhu cầu tại thị trường Việt Nam tăng cao. Nhà sản xuất chất bán dẫn theo hợp đồng lớn thứ ba thế giới, Jobern Foundry, vừa khai trương một nhà máy sản xuất trị giá 4 tỷ đô la Mỹ tại Singapore, nhằm nỗ lực giảm bớt khủng hoảng nguồn cung trong ngành sản xuất chip bán dẫn. Nhà máy mới mở rộng 23.000 m² ở Singapore của Jobern Foundry được đưa vào hoạt động trong bối cảnh tình hình kinh doanh chất bán dẫn toàn cầu đang phục hồi sau những gián đoạn do đại dịch COVID-19. Tình hình lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trì trệ. Nhà máy mới sẽ đạt công suất tối đa trong khoảng từ năm 2025 đến năm 2026, dự kiến sản xuất thêm 450.000 đĩa bán dẫn hàng năm, nâng tổng công suất của Singapore lên 1,5 triệu đĩa bán dẫn một năm. Trong bối cảnh thế giới có những lo ngại về thế đảo ngược toàn cầu hóa thương mại, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO khẳng định xu hướng này sẽ khó trở thành hiện thực. Các nhà kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới đã chỉ rõ, trong nhiều thập kỷ qua, việc mở rộng thương mại toàn cầu đã vượt qua tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà xu thế này mang lại. Tuy nhiên, xu hướng này gần như đã chững lại kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Đặc biệt, những năm gián đoạn do COVID-19 vừa qua, thế giới đã chứng kiến những biến động lớn diễn ra, nhất là những căng thẳng và phân mảnh địa chính trị đã và đang tạo ra nghi ngại về xu thế đảo ngược của mô hình toàn cầu hóa và bắt đầu tác động đến dòng chảy thương mại của thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin con số và sự kiện kinh tế tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.